Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, các bức ảnh được tiết lộ bởi Twitter Olix và Bryce Papa cho thấy là Pixel 4 sẽ là mẫu smartphone đầu tiên của Google được trang bị nhiều hơn một camera phía sau. Mặt lưng của máy có một khu vực lồi lên hình vuông, được cho là sẽ chứa 2 hoặc 3 camera sau cùng đèn flash. Thiết kế này khá giống với thế hệ iPhone 2019 năm nay. Một điểm đáng chú ý khác là cảm biến vân tay không được tìm thấy trong hình ảnh render này. Do đó, nhiều khả năng là Pixel 4 sẽ được trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, hoặc cũng có thể sẽ chỉ sử dụng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt 3D. Một số đoạn mã được tìm thấy trong Android Q Beta cũng đã mô tả về một hệ thống xác thực khuôn mặt. Ở mặt trước thì dường như Google đã loại bỏ giải loa âm thanh stereo như phiên bản Pixel 3, chỉ còn loại loa thoại ở phía trên màn hình. Các chi tiết khác đã được chuyển xuống cạnh đáy của điện thoại. Hình ảnh cho thấy là Pixel 4 sẽ có lớp vỏ bóng loáng, nhiều khả năng sẽ được chế tạo từ kính và do đó sẽ hỗ trợ tính năng sạc không dây. Và điều cuối cùng là jack 3.5mm đã không được tìm thấy trên Pixel 4 nữa, nhưng có thể nó sẽ quay trở lại phiên bản Pixel 4 3A. Các bạn mến, và như vậy là Samsung đã chính thức ra mắt chiếc Samsung Galaxy M40. Mặc dù thuộc phân khúc tầm trung nhưng việc làm đẹp cho smartphone có lẽ đã là thói quen của Samsung rồi. Và Galaxy M40 sở hữu một thiết kế màn hình nốt ruồi Infinity O giống như là Galaxy S10, kích thước là 6,3 inch Full HD+, sử dụng tấm nền LCD IPS. Màn hình này ngoài việc có độ sáng là 480 nits ra thì nó cũng kiêm luôn loa thoại, sử dụng cơ chế rung để truyền dẫn âm thanh thông qua màn hình. Cụm camera sau của Galaxy M40 bao gồm một camera chính 32MP, một camera góc siêu rộng 8MP và một cảm biến chiều sâu 5MP, hỗ trợ quay phim 4K và slow motion 240fps. Camera selfie 16MP của máy được đặt trong nốt ruồi ở mặt trước. Về hiệu năng thì Galaxy M40 sẽ chạy con chip Snapdragon 675, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD mở rộng. Và Galaxy M40 có viên pin dung lượng là 3500mAh, kèm sạc nhanh 15W qua cổng USB Type-C. Và điểm đáng tiếc trên thế hệ M40 này là máy không còn được trang bị cổng cắm tai nghe 3.5mm như trên các thế hệ trước nữa. Và Galaxy M40 sẽ chạy sẵn trên nền tảng Android 9 Pie mới nhất với giao diện One UI tùy biến của Samsung. Và mức giá hiện tại mà Samsung công bố trên chiếc điện thoại này là $288 tại thị trường Ấn Độ, tương đương khoảng 6,7 triệu đồng. Sẽ có hai màu sắc chính, đó là Midnight Blue và Sea Water Blue. Máy sẽ lên kệ vào ngày 18 tháng 6 tới đây trên hệ thống bán hàng của Amazon và trong web chính thức của Samsung tại Ấn Độ. Và tiếp theo thì LG cũng là một hãng smartphone ra mắt một chiếc điện thoại nữa mang tên là LG X6, có mặt lưng nhìn khá giống V40 ThinQ bởi cụm 3 camera nằm ngang ngay trên cảm biến vân tay nữa. Và chỉ có điều là màn hình không có tai thỏ mà là dạng giọt nước, tuy nhiên thì về màn hình lại rất dày. Màn hình này có kích thước là 6,26 inch với độ phân giải là HD+. Cung cấp sức mạnh cho điện thoại là con chip xử lý MediaTek Helio P22 đi kèm với 3GB RAM và 64GB dung lượng lưu trữ. Hệ thống camera trên X6 bao gồm cảm biến chính 16MP, cảm biến góc rộng 5MP với trường nhìn FOV 120 độ và cảm biến độ sâu 2MP. Ở phía trước là camera selfie 13MP và LG X6 hỗ trợ âm thanh Hi-Res Audio với DAC 32bit và cũng hỗ trợ DTS:X cho âm thanh vòm đa kênh 7.1. Và thiết bị có viên pin dung lượng là 3500mAh, hỗ trợ Bluetooth 5.0 và jack cắm tai nghe 3.5mm. Và LG X6 hiện đang được bán ra tại Hàn Quốc với giá là $296, tức là khoảng hơn 7 triệu đồng, và hai tùy chọn màu sắc là Moroccan Blue và Aurora Black. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!